Xin kính chào chị em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc đồng hồ Kenneth Cole Reaction. Chiếc đồng hồ chính hãng của thương hiệu Hoa Kỳ, được lắp ráp và sản xuất tại Nhật Bản. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta. Đồng hồ có dạng dây da. Không biết là da phủ lớp ngoài là da gì thì mình không rõ, nhưng mà cầm thì rất mềm và êm tay như nhung ấy. Đồng hồ có hai cạnh vát, thân thép, kính cong, ba kim. Trên mặt số lẫn dây đều được trang bị những đinh tán, đặc biệt là những đinh tán mà nhìn như là cái hình dạng của cái pyramid ấy, kim tự tháp ấy. Đấy, núm đẹp. Đây là phía sau của đồng hồ. Đồng hồ được lắp ráp tại Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản, với khả năng chịu nước 50 m hoặc 5 ATM. Model này là A126 gạch ngang 03 RK2123. Dây da to to bản và còn khá tốt. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái khóa của họ này, rất chi là đẹp, chắc chắn. Đấy, sau này cả các bạn không thích cái dây da này nữa, có thể thay dây thì khóa này cũng rất chi là tuyệt vời này. Đây, đồng hồ của chúng ta đây, để mình đeo vào cho mọi người nhìn nhé. Đây, chiếc đồng hồ đây, khi lên tay đồng hồ rất chi là đẹp. Đồng hồ rất chi là có cái nét gì cá tính, nhưng mà không thiếu đi sự xinh xắn, duyên dáng. Đấy, đồng hồ đây ạ. Tất cả cả thân thân vỏ lẫn thân dây lẫn mặt số đều có dạng đỏ nâu, ngả về phía cà phê.